Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Và mình là Hồng Phong đến từ Coi68. Như thường lệ thôi, rất vui vì lại một ngày thứ hai có dịp được ngồi trò chuyện với các bạn trong một tập nữa về DeFi Discussion. Và đồng hành cùng với mình ngày hôm nay thì vẫn là một giọng nói rất là quen thuộc với các bạn thôi. Xin chào Nguyên. Ok, hello, xin chào anh em. Thì chắc là cái giờ lên sóng của cái tập podcast tuần này thì nó sẽ có một xíu đặc biệt. Nó rơi vào cái ngày đầu tiên của năm mới 2024. Thì hy vọng là những cái nội dung của cái tập DeFi Discussion tuần này thì vẫn đâu đó sẽ có những cái cảm xúc thú vị, những cái góc nhìn thú vị về không chỉ riêng về thị trường DeFi cho anh em, mà còn là những cái nguồn cảm hứng mới cho một cái năm mới, và chúng ta đang rất kỳ vọng với cái chặng đường phía trước của thị trường ha. Yeah, và chắc là follow up với cái đấy thì thực ra đến cái lúc mà podcast này lên sóng thì đến những cái khoảng thời gian đầu năm á, thì nó là một phản xạ tự nhiên thôi. Chắc là chúng ta sẽ cùng chậm lại một chút, nhìn lại về một cái hành trình nguyên cả một năm đã qua. Tại vì sau 365 ngày hoặc là 366 đến năm lận thì chúng ta mới có dịp để ngồi lại với nhau và nhìn lại những cái thứ đã trải qua. Và chắc là đến lúc đấy thì tâm trạng của mọi người cũng khá là tốt, tại vì chúng ta đi qua khá là nhiều thứ trong một năm vừa qua rồi. Và thực ra là trước khi mà thu cái podcast này thì cũng thành thật với các bạn là mình với Nguyên cũng ngồi nói chuyện với nhau, và thật ra là mình không nghĩ là một năm trôi qua nhanh như vậy. Và mình cứ follow với thị trường, với tất cả mọi thứ thôi, và quay đi quẩn lại thì đúng là cái chuỗi podcast này nó mới là cái thứ mà remind lại bọn mình về ngày tháng. Còn không thì chắc là cũng quên đi mất. Nhưng mà chắc là cũng nhân dịp đặc biệt này bọn mình sẽ bớt nói nhiều về thị trường quá, tại vì chúng ta nói cái điều đấy với nhau nguyên cả một năm rồi. Thế ra thì lúc mà bọn mình ngồi nói chuyện với nhau thì cũng nghĩ ra xem là sẽ nói cái gì với mọi người trong tập này đây. Thì thực ra là có một câu hỏi mà mình nghĩ là mọi người trong cộng đồng cũng thắc mắc khá là nhiều, và mình cũng đọc comment thì cũng thấy, tức là cứ ở dưới mỗi tập DeFi Discussion thì dạo gần đây khoảng độ 3 tháng trở đây thì sẽ có một cái kiểu comment mà mọi người thấy rất là nhiều là Nguyên đoán được mà, đúng không? Đó là rồi mấy người đánh số kiểu gì lạ đấy. Từ tập bao nhiêu rồi, khoảng độ 100 để mấy thì ở trong FOMO CBN cũng có một vài anh em vô comment hỏi là tại sao đánh số gì kỳ vậy, tự nhiên đang từ hình như là 100 110 xong rồi đánh số làm sao lại là nhảy vọt lên 168. Thì cũng có nhiều anh em hỏi thắc mắc về câu hỏi đó, thì thì chắc là cũng nhân tiện một cái tập mà chúng ta sẽ bớt nói về thị trường và chúng ta có thời gian chúng tôi dành thời gian để nói về chúng tôi, đúng không? Nói thật với các bạn là tại sao đánh số như vậy thì chắc là số người mà biết được cái câu chuyện đằng sau đấy trên thế giới này chắc đếm trên đầu ngón tay, chỉ có một bàn tay. Thì chắc là đầu tiên thì nhờ Nguyên giải thích về cái idea này của mình thật sự đến giờ bảo mình giải thích lại mình không giải thích được. Ok, thì chắc là cũng có một cái tập cũng vào một cái dịp Tết, nhưng mà đợt đó hình như là Tết ta của một năm nào đó mình không nhớ, và bọn mình có tranh luận với nhau. Thì Phong cũng có chia sẻ trong cái tập đó là tức là bọn mình sẽ làm tiếp cái tập đánh số, nó sẽ là tập 31, hay là mình đảo qua một cái season mới và mình đánh số lại từ đầu. Thì ở thời điểm đó thì bọn mình đã cùng chấp nhận với nhau là bọn mình sẽ tiếp tục đánh số và nó cộng dồn tuyến tính lên, tức là 31, 32, 33 cộng dồn lên như vậy và cứ theo như vậy. Thì ở thời điểm đó bọn mình chỉ nghĩ với nhau là ok, nó sẽ là một cái cách để mà bọn mình xem được là bọn mình sẽ đi xa tới đâu với cái series này thôi. Hiểu nôm na là hồi xưa mình có đọc về một cái concept về build sản phẩm, thì một cái cuốn sách khá là hay, thì có một cái ý tưởng là như thế này, tức là nếu như mà bạn muốn truyền tải một cái thông điệp gì đó nó rất là mơ hồ, đúng không, nó rất là vision, nó rất là mung lung, thì bạn cần phải có một cái thứ gì đó nó physical để nó đóng gói cái thứ thông điệp đó lại. Thì với bọn mình ở thời điểm đó bọn mình chọn là cái số tập, tức là 31, 32, 33, 34 để bọn mình truyền tải một cái thông điệp là ok, bọn tôi sẽ có những cái cam kết bền bỉ đều đặn mỗi tuần như vậy, và bọn mình cứ đi từng bước. Thì đó là những cái thông điệp mà bọn mình muốn truyền tải trong cái việc mà một cái thứ nó rất là nhỏ thôi, đó là cái việc đánh số. Nhưng mà thực ra thì sau
khoảng 100 mấy trong tập ha. Thì bọn mình nghĩ lại là ok, hình như cái này không đủ, hình như cái thứ tinh thần, cái thứ message này nó không đủ, và nó đâu đó là một cái thứ gì đó khiến cho bọn mình cảm thấy là à, bọn mình đang làm cái này vì một cái thành tích nào đó, một cái gọi là một cái KPI, một cái thứ gì đó để bọn mình gọi là flex à? Hay là cái gì đó. Rồi cũng không biết gọi nó là cái gì, nhưng mà đến lúc đó thì bọn mình cảm thấy là nếu như mà cứ tiếp tục như thế này thì nó không đủ, và bọn mình quyết định là ok, thay vì cũng là những cái con số đó, cũng là những cái hình thức đóng gói, những cái thông điệp đó, thì tại sao mình không đi ngược lại, đúng không? Thì đó là lý do tại sao mà bọn mình bắt đầu cái dòng thời gian thứ hai, đi ngược từ tập 168 mà mình đi ngược về 167, 166. Và rõ ràng là vô tình nó trùng khớp với cái giai đoạn mà thị trường nó khá là nhiều thử thách, và bản thân những người mà làm trong cái series này, những người mà đóng góp ở phía sau hậu trường của series này thì đã có những cái gọi là những cái nỗ lực rất là nhiều. Và bọn mình thường nói với nhau là bọn mình hay bet against the consensus á, mình hay đi ngược lại những cái quy chuẩn, hay đi ngược lại những cái đồng thuận á, và đi ngược lại cái đám đông. Thì yeah, thì đó là cái thông điệp mà tạm gọi là một cái thông điệp đi, mà bọn mình muốn đóng gói thông qua cái một cái thứ mà nó hiện hữu mỗi ngày, mỗi tuần ở trong cái series này. Thì cũng có một cái lý do, cũng có một cái dịp để mà mình có thể giải thích với anh em là như vậy. Tại vì nhiều khi anh em thấy là đánh số gì kỳ quá thì cũng thắc mắc, và nó cũng nhiều khi nó cũng hơi bất tiện trong cái việc là theo dõi cái nội dung. Thì không biết, nhưng mà đó là những không, nhưng mà nguyên chưa nói cái phần mà cái ý tưởng của dòng thời gian thứ hai từ đó ra. Thực ra thì cũng là một ý mà bọn mình từng chia sẻ với nhau, nhưng mà cái series này nó không chỉ riêng là chỉ có podcast, nó không chỉ có tài chính, nó không chỉ có công nghệ, đúng không? Mà bọn mình phải gọi là bọn mình cũng đặt vào đó một xíu cái yếu tố nghệ thuật nữa, bọn mình tạm cho nó là nghệ thuật. Thì không biết, nhưng mà có thể người kêu là cái này là nghệ thuật, có người kêu cái này là cái gì đó nó không ra gì, nó vớ vẩn. Thì yeah, thì bọn mình lấy một cái ý tưởng về cái cách gọi là kể chuyện của ở bên điện ảnh thôi. Thì mọi người chắc cũng thấy là theo dõi những cái tập gần đây thì chắc cũng biết là cái cách kể chuyện này đến từ cái đạo diễn nào, đúng không? Thì đó là Christopher Nolan, thì cũng là một trong những người mà mình rất là thần tượng. Và đó là lý do tại sao mà bọn mình muốn kết hợp những cái thứ nó tưởng chừng nó không liên quan gì đến nhau cả, ví dụ như là điện ảnh nè, hoặc là âm nhạc nè. Mà anh em theo dõi những cái tập podcast thì cũng thấy là có những cái nhạc nền như vậy. Thực ra những cái nhạc nền này nó cũng là những cái thứ mà bọn mình đã cân nhắc rất là kỹ khi mà bọn mình bỏ vào. Thì đó, thì nó là tổng hòa của những cái thứ nó tưởng chừng như là không liên quan gì đến nhau cả, và không có một cái quy chuẩn nào cả, nhưng mà bọn mình vẫn cố và muốn thử để xem nó là như thế nào. Chứ nếu mà để thuần làm một cái nội dung về một cái content tài chính á, hoặc là một cái content về chia sẻ về công nghệ á, thì nó không thể hiện được toàn bộ hết những cái đặc tính của những người đứng sau và tạo nên cái sản phẩm này. Thì đó cũng là một trong những lý do mà tại sao chúng ta có những cái đánh số nó cũng hơi là khó chịu một xíu. và thực ra thì sau khi nhìn lại, đây là một câu chuyện nó mang tính cá nhân nhiều hơn. Là một cái thứ mà mình cũng một cái kinh nghiệm mà mình trải nghiệm được sau khi mà làm một cái thứ tạm gọi là khá là dài đi. Một cái thứ mà nó tồn tại qua được bao nhiêu nhỉ, 3 cái năm mới thì cũng gọi là một chút dài. Thì nó lại quay trở lại câu chuyện mà thực ra thì câu này hình như là một thần tượng khác của Nguyên có nói, đó là nếu như bạn thích cái thứ bạn làm, đúng không, thì bạn không phải làm việc một ngày nào cả. Nó không đến từ cái việc là bọn mình làm cái này là tại vì bọn mình phải làm cái này, ở bọn mình phải có những cái KPI về nội dung để mà đăng tải lên kênh. Thực ra là không, bọn mình luôn nói với nhau về câu chuyện mà làm podcast như thế này, đầu tiên là làm cho chính bản thân những người đang contribute, những người đang đóng góp nội dung vào đây, và nó cũng là một cái chỗ để thể hiện cái tôi. Đến bây giờ sau hàng trăm tập podcast, mình vẫn không thể nào quên được cái podcast đầu tiên mà bọn mình thu với nhau. Tại vì nó là một cái thứ thể hiện ra cái tôi rất là buồn cười. Đến bây giờ nhá, thực sự là các bạn không thể nào các bạn search lại được cái video đấy, mình chắc chắn với các bạn luôn. Tại vì cái tiêu đề của cái video podcast đầu tiên của DeFi Discussion đó, nó là
chuyện gì mà xôn xao thế. Nhưng mà chữ xôn ấy nó là SOL. Solana. Cái tập đấy mình nói về Solana. Và cái tiêu đề đấy là do bạn tổng biên tập hiện giờ, trước đây và hiện giờ vẫn là tổng biên tập của K68 mà đã đề xuất. Và trong một phút bốc đồng thì mình bảo là cái đấy nghe cũng hay. Xong rồi sau đấy bọn mình mới biết đến là tối ưu tìm kiếm trên YouTube thì đấy là một cái tiêu đề rất là tệ. Thật ra nếu như mà mọi người không search về cái số, tức là mọi người không search là DeFi Discussion F1, tức là cái tập số 1, thì có thể sẽ rất là khó. Và nếu như mà muốn search theo từ khóa về cái đó thì chắc là chịu thật. Thì sau khi mà phát hiện ra cái chuyện đấy thì bọn mình cũng bỏ đi cái trò chơi chữ ở trên tiêu đề luôn. Bọn mình phát hiện là làm như thế thì không tốt cho tối ưu video lắm. Thì nó cũng là một quá trình từ, tức là mình làm sao để cân bằng những cái tôi ở trong một cái sản phẩm và vẫn đi đúng với những cái giá trị ban đầu của cái series này. Thì bọn mình cũng gọi như là nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, và gọi như là cũng để nhắc nhở chính bọn mình, tức là làm sao để có được những cái giá trị nhiều nhất cho anh em khi mà mỗi thứ hai đầu tuần thôi, thì đâu đó tầm khoảng 15-20 phút gì đó thôi. Có tập thì nó sẽ dài hơn một xíu, có tập nó 30-40 phút, nhưng mà ít nhất là khi mà người nghe, người ta bật cái podcast lên thì người ta cảm thấy là ok, 20 phút đó nó có ý nghĩa, và 20 phút đó nó có những cái giá trị. Nó có thể là đến từ những cái thông tin cập nhật tổng hợp về thị trường cũng được, hoặc là nó là một cái gợi mở, hoặc là một cái cảm hứng mới để người ta bắt đầu một cái tuần làm việc, rồi để có những cái ý tưởng mới. Thì đó là những cái thứ, những cái giá trị mà bọn mình luôn cố gắng nhắc lại cho chính bọn mình, là những người mà đứng sau tạo ra cái sản phẩm này. Và thực ra thì khi mà nói về câu chuyện đấy thì cũng nhân dịp chia sẻ như này thôi. Cái này không phải là khoe khoang hay là flexing hay gì cả. Tại vì thực ra nhá, honestly, nếu mà nói thật với mọi người là chúng ta làm nội dung trên một nền tảng số đúng không? Thì cái quan trọng là vẫn là cái sự tiếp cận của mọi người đến này như thế nào. Và tất nhiên một cái podcast dài 40 phút nhìn vô nhiều khi mình chính mình cũng thấy khó thở. Nói là mọi người khác nhìn vào. Tuy nhiên cái câu chuyện là gì? Cái câu chuyện là cũng rất là may mắn khi mà mình bắt đầu cái hành trình này được rất là nhiều người ủng hộ. Đầu tiên là từ đội ngũ trong team nội bộ, từ các sếp trong công ty, cũng như là tất cả mọi người trong team rất là ủng hộ những cái này. Và đến sau này rồi, khi mà mình có cơ hội mình đi ra ngoài, mình gặp gỡ nhiều người, mình nói chuyện với nhiều người thì mình cũng mới biết là hóa ra là cái sự cứng đầu của bọn mình giữ cái sự đậm đặc về nội dung. Tức là nói chung không phải là tự kiêu, nhưng mà đấy là bọn mình cũng không có giải trí nhiều. Đồng ý là cái DeFi Discussion là một trong những cái loại content kém giải trí nhất trên YouTube này, mình nói thật. Có trong vui ấy. Nhưng mà cái sự cứng đầu của bọn mình giữ cho cái sự đậm đặc về content và cái sự thô của content. Bọn mình cũng không có chế biến nhiều về những cái đấy. Bọn mình đọc nghĩ đến những cái gì thì bọn mình sẽ chia sẻ lại những cái đấy thôi. Thì cũng có rất là nhiều người cũng value cái câu chuyện đấy. Và sau này đến lúc mà cái ép thứ khoảng độ 8 mấy 9 mấy, mình mới bắt đầu đi ra ngoài nhiều. Và mình nhận được những comment như vậy. Cho nên là nếu như mình không biết là có ai khi mà nghe được những cái chia sẻ này thì có thể giúp được cho các bạn gì không, nhưng mà khi mà các bạn muốn start cho một cái hành trình mới, có thể là trong crypto, có thể là ngoài crypto, có thể là bất kỳ một cái gì đó mà các bạn đang định working on với nó và cảm thấy là nó mơ hồ quá, nó khó hiểu quá, thì có thể là nó chưa đến đến cái lúc mà sẽ được công nhận đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta commit với nó, chúng ta nghiêm túc làm và xây dựng những cái đấy, nó có thể là content, nó có thể là một cái sản phẩm, nó có thể là một cái cộng đồng. Nhưng mà đến một lúc nào đấy rồi thì những cái đóng góp của chúng ta sẽ được ghi nhận thôi. Có một cái ngày khá là lâu rồi, lúc mà chắc là cũng khoảng cái thời gian mà mình với Nguyên còn nói chuyện với nhau cái sự kiện mà Nguyên nhắc đến đầu là lúc đấy bọn mình nghĩ là nên đóng cái season lại, tức là chia theo từng season. Ok, chúng ta gọi đây là season 1. Xong rồi một lúc nào đấy trong tương lai, khi mà chúng ta cảm thấy thoải mái, khi mà chúng ta cảm thấy ok, mình có cảm hứng lại rồi thì mình sẽ bắt đầu season 2. Lúc mà mình đề xuất cái đấy, thực ra đấy là một cách ăn gian. Muốn có một khoảng nghỉ, mình không muốn là ok, cứ tầm đến thứ 5, thứ 6, thứ 4, thứ 5, thứ 6 là người này bảo là ê, tuần này thu cái gì đây. Tức là mọi người phải vắt người ra để xem coi là ok, tuần này có những cái gì và
thật ra nó không có nhiều content đến lúc đấy. Nó không có nhiều thứ thú vị đấy, nó không phải là lịch sử. Đúng rồi, tại vì bản thân tụi mình làm trong cái ngành này nó quá là cạn kiệt content đúng không? Mà tầm khoảng cái giai đoạn một năm trước đây thì vào cái giai đoạn mà thị trường nó hơi boring một xíu thì cái câu chuyện mà người ta nói với nhau còn thậm chí còn ít hơn nữa, cái content nó còn ít hơn nữa. Thì cũng là một cái đặc thù của cái ngành này. Yeah. Thì bọn mình vẫn luôn nói với nhau là đây là ngách của ngách. Tức là bạn nói về, nếu mà nói về tài chính nhá, tài chính so với lại giải trí của họ, so với lại lịch sử chẳng hạn, thì nó đã là một cái ngách rồi. Còn đây là tài chính, kiểu tài chính phi tập trung ấy, nó là ngách của ngách luôn. Có những thứ mà đó, chúng ta không thể nào nói về nói quá nhiều về, ví dụ như là trading chẳng hạn ấy, mình cũng không nói về nhiều về trading ở đây, nó thần là về những update về công nghệ. Và như các bạn thấy đấy, một năm vừa qua nếu mà những cái cập nhật lớn, nói theo nói từng hệ sinh thái đi, từng cái cập nhật lớn thì nó chắc là tính cũng trên đầu ngón tay, trên hai bàn đầu ngón tay của hai bàn tay, thì nó là những câu chuyện khá là khó, khá là cạn kiệt về mặt content. Tuy nhiên thì mình vẫn rất là mừng là ở cái thời điểm đấy Nguyên bảo là không được, nếu mà mình đã bỏ một tuần nào đấy thì mình đã, tức là một cái chuỗi như vậy, nếu mình quyết định bỏ một lần đầu tiên thì mình sẽ có lần thứ hai, tại mình đã có một cái tiền lệ rồi. Và đến lúc đấy thì chúng tôi đồng ý là phải tiếp tục vắt nhau ra để làm. Chứ các bạn, nếu mà các bạn follow cái series này đủ nhiều, follow với bọn mình đủ nhiều, các bạn sẽ thấy là có những cái tập nghe uể oải, những cái tập mà nghe mông lung, không phải tập nào có thể vừa cười vừa nói chuyện với nhau. Tại vì có những cái thứ mình nói xong rồi mình phải lên mình check lại xem là cái thứ mình vừa nói có thật sự là mình hiểu như vậy không. Nói đâu xa đâu, cái có một cái tập nào đấy về Ethereum trên layer 2 với layer 1 đấy, nói thật, đến lúc đấy Nguyên rất là hào hứng với cái topic đấy luôn, nhưng mà đến khi mà mình bấm đăng cái video đấy xong là đầu mình mới còn lùng bùng lùng bùng, không hiểu rõ lắm là kiểu có thể nói về những cái đấy. Thì đấy, mình hy vọng là cái hành trình này với một ai đó nó có thể là một lời cổ vũ, nó có thể là một cái gì đó để cho mà khi mà các bạn start một cái thứ cảm giác như là rất là mông lung thì mọi người có một cái đâu đấy, một cái ví dụ đi. Nó không hẳn là thành công rực rỡ, nó không phải là một sân khấu đầy ánh đèn đâu, nhưng mà nó là something, nó là một cái gì đó. Và khi mà mình lại nói về câu chuyện là mình đi ra nước ngoài, mình đi ra ngoài chẳng hạn, mình nói chuyện với nhiều người, kể cả những người không hiểu tiếng Việt, người ta nhìn vào một cái chuỗi nội dung như vậy thì như Nguyên nói đó, Nguyên đánh số lên 160 đó, người ta nhìn người ta tưởng là 160 tập thật, nhưng mà thực ra nó 130 thôi, nhưng mà ít ra thì cũng không chênh nhiều lắm. Là người ta cũng rất là respect, người ta nhìn những cái thứ mình làm, tất nhiên là phải bỏ nhiều công sức vào rồi, nhưng mà ít ra thì nó vẫn là một cái proof of work, đúng không? Yeah thì chắc là cũng nhờ một cái không khí mà nó cũng khá là chill chill, nó cũng khá là an bình vào cái dịp nghỉ lễ. Thì chúng ta mới có một cái dịp để ngồi và nói những cái câu chuyện này. Tại vì thực sự ra thì xuyên suốt cái một năm vừa qua, và đặc biệt là trong vài tháng gần đây, thì những cái nội dung mà bọn mình chia sẻ thì nó khá là đậm đặc. Cái từ mà Phong hay dùng là đậm đặc, mà cái từ mình hay dùng nó là cái technical, tức là nó quá là thiên về kỹ thuật nhiều quá. Thì hy vọng là một cái làn gió mới, một cái thay đổi nhỏ nhỏ vào một cái ngày đầu năm. Cái tập này hình như là lên sóng chính xác là vào ngày đầu năm mới đúng không? Thì hy vọng là một cái tập đặc biệt vào một cái ngày hết sức đặc biệt thì nó sẽ gợi mở một điều gì đó đặc biệt. Yeah, thì hy vọng là giống như những tập trước thôi. Thì mong là cái tập tuần này nó vẫn sẽ để lại những cái giá trị đâu đó cho anh em. Yeah. Và thực ra là nếu mà các bạn thấy có gì đặc biệt thì chắc là nhờ các bạn nhảy vào comment giúp mình với. Tại vì mình cũng, như người nói, những người nghệ sĩ cần rất là nhiều nguồn cảm hứng để làm cái này. Đúng rồi, bọn mình mang tiếng là làm tài chính và công nghệ ha, là những cái ngành mà cần cái sự chính xác, làm những cái thứ mà nó chuẩn chỉ nhất ha, không có thể có cảm xúc trong đó, nhưng mà bọn mình vẫn muốn đưa cái yếu tố cảm xúc vào, làm sao để cân bằng được cái đó với lại những cái logic, cân bằng được với những cái lý trí, thì đó là những cái thứ mà bọn mình luôn cố gắng để cân bằng. Thì cũng là một vài cái chia sẻ nhỏ nhỏ là như vậy. Thì thực ra cũng nhỏ nhỏ thật, chia sẻ thêm cái nữa, tức là thực ra thì cũng nhân câu chuyện lúc bách luôn, nãy thì mình có xe cho Nguyên cái analytics, cái dashboard của DeFi Discussion. Thì mình bảo là thực ra thì
lúc mà mình nói đến số đấy thì Nguyên không tin, Nguyên bảo là ông điêu quái gì mà số nó trông như vậy được. Thực ra là con số đấy nếu mà so với lại tất cả những bên khác thì nó cũng không là gì cả, nhưng mà nó cao hơn mình Đúng. expected Cao rất nhiều luôn á, rất rất nhiều luôn á. cao rất nhiều còn mình expected. Và thì đấy nó cũng là một cái động lực để mình đi. Thì nó lại câu chuyện câu nó quay quay trở lại thôi, cái từ đúng rồi, mọi người sẽ không biết là cái từ khóa mà Nguyên nói nhiều nhất ở trong group nội bộ của con số 8 là gì đâu, nó là từ khóa lại kép thôi, nó là compound interest. Và đến đến khi mà mình nhìn cái con số đấy mình chắc lại kép thật, chắc làm xong rồi 2 năm sau người ta vẫn coi thì mình tính nó là lại kép thôi. Mỗi tội là tiền quảng cáo thì YouTube nó không trả theo kiểu đấy. Thì đó là những cái chia sẻ vui vui như vậy. Mong là cái tập này nó không cợt nhả với lại các bạn khán giả khóa. Nên dịp đầu năm mới thì chúc mừng tất cả chúng ta đã đi qua một cái khoảng thời gian khá là khó khăn của thị trường. Mình nghĩ là khi mà chúng ta đã vượt qua những cái đấy đó, chúng ta trụ lại với thị trường rồi, thì những cái thứ sắp tới thì chúng ta sẽ xứng đáng để được trải qua thôi. Chúng ta đều deserve tất cả những cái chuyện đấy. Và hy vọng là chúng ta vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong thị trường này, trong DeFi Discussion cũng như là với Coi Số 8. Chắc là mình sẽ để Nguyên chào tạm biệt mọi người ha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều đã nghe tận đến những giây cuối cùng của DeFi Discussion tuần này. Và chúng ta sẽ có cơ hội, chắc chắn sẽ có cơ hội để gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo. Bye bye anh em. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.